Quý khán giả và bà con cử tri đang đến với chuyên mục Tiếng nói cử tri của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chuyên mục này đang được phát trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ www.ttv11.vn. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều nỗ lực phòng chống, dịch tả heo châu Phi cũng đã xuất hiện ở Tây Ninh vào ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại ấp Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành. Như vậy, Tây Ninh là tỉnh thứ 62 trên 63 tỉnh thành trong cả nước có dịch tả heo châu Phi xuất hiện. Sau hơn một tháng xuất hiện trên địa bàn tỉnh, dịch tả heo châu Phi đang có xu hướng lây lan trên diện rộng. Các cấp chính quyền cũng như các ngành chức năng đang nỗ lực thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch tả heo châu Phi. Với hơn 20 năm trong nghề nuôi heo, ông Đỗ Thanh Sơn, ngụ ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, đã chứng kiến nhiều loại bệnh xảy ra với heo như lở mồm long móng, heo tai xanh. Nhưng ông vẫn bất ngờ tốc độ lây lan khá nhanh, cũng như tỷ lệ chết khá cao của heo khi bị dịch tả heo châu Phi. Toàn bộ đàn heo của ông với 23 con, chỉ trong chiều hôm trước phát hiện có heo chết, đến sáng hôm sau là phải tiêu hủy hết. Gia đình cũng nhờ là nuôi heo mà phát triển là có sự nghiệp hôm nay, mà bây giờ là coi như là cái giờ của dịch bệnh này là chắc là thua lỗ nhiều lắm rồi đó. Các bạn giờ cũng mong chính quyền là nhà nước cũng hỗ trợ cho gia đình để mình có số vốn để mình đầu tư tái đàn, là có thể là nuôi bò, nuôi heo, nuôi dê đó. Thì trên bàn huyện Trảng Bàng thì phát hiện là heo dịch đầu tiên là tại ở xã Lộc Hưng vào ngày 24 tháng 7. Thì hiện nay là trên địa bàn huyện nó lan dịch tả lợn châu Phi nó lan rất nhanh. Thì tính đến lũy kế ngày 4 tháng 8 thì có khoảng là 350 con lợn được tiêu hủy ở 5 xã, khoảng là 29.000 kg lợn được tiêu hủy ở trên địa bàn huyện. Sau gần một tháng dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 5 tháng 8 năm 2019, đã có 119 hộ ở 26 xã thị trấn thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có bệnh tả heo châu Phi xuất hiện trên đàn heo. Số heo chết và tiêu hủy là gần 2.000 con heo. Theo dự báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, tình hình dịch bệnh sẽ còn tiếp tục phát sinh trong thời gian tới do ảnh hưởng của thời tiết như mưa nhiều, độ ẩm cao, thích hợp cho virus phát triển. Thì do tính chất của cái bệnh dịch tả lợn châu Phi rất là nguy hiểm và có khả năng lây lan cao, tỷ lệ chết khoảng 100% và thiệt hại kinh tế lớn. Thì do vậy thì trước mắt là phải xem cái nhiệm vụ mà phòng chống dịch tả lợn châu Phi là một cái nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách. Phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội để mà thực hiện các cái chủ trương kiên quyết đồng bộ các cái biện pháp do chính phủ, bộ ngành, tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo cho hệ thống thú y theo dõi, giám sát cái đàn heo tại địa phương nhằm là phát hiện sớm, khoanh vùng ổ dịch để mà xử lý triệt để cái ổ dịch ngay từ ở một phạm vi nhỏ. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm soát chặt chẽ công tác vận chuyển, ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Bên cạnh 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời được tỉnh thành lập tại những cửa ngõ giáp với các tỉnh, thành phố trong khu vực, gồm chốt kiểm dịch động vật tạm thời được lập tại cầu K33, ấp B2, xã Phước Minh, chốt cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi, thuộc địa phận huyện Dương Minh Châu, chốt cầu Sài Gòn, tại ấp Con Trăng, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, và chốt Suối Sâu thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Mỗi chốt kiểm dịch gồm cán bộ kiểm dịch động vật, cảnh sát giao thông, cán bộ quản lý thị trường, lực lượng dân quân tự vệ. Thời gian hoạt động 24/24 giờ trong ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ. Khi đây là chốt để ngăn ngừa dịch bệnh và tất cả những xe, phương tiện vận chuyển heo, xuất nhập đều phải sát trùng hết. Trong anh em trực đây thì gồm 3 bộ phận: cảnh sát giao thông, quản lý thị trường và bộ phận kiểm dịch. Để chúng ta kiểm tra xong đó, thì khi mà giấy kiểm tra mà bên giấy lâm sàng xong, rồi giấy cái sát trùng xong thì chúng ta giấy kiểm dịch á thì chúng ta chụp lại chúng ta gửi về Zalo, mà Zalo trong đó Zalo chống dịch của tỉnh. Thì trong Zalo chống dịch á, nó gồm có là sở nông nghiệp nè, với số lãnh đạo của tỉnh cộng với số trưởng trạm của các huyện để chúng ta kiểm tra cái đầu vào,
nghĩa là vào khi về tỉnh chúng ta kiểm tra thử cái lượng heo nó về, nó nhập chỗ đâu về đâu thì chúng ta kiểm tra, rồi sau rồi tôi phản ánh lại để nắm chắc cái lượng heo để nhập vô tỉnh, để chung làm công tác nói chung là rất là nghiêm ngặt. Ở các huyện đã có dịch tả heo châu Phi cũng có thành lập các tổ kiểm dịch cố định và lưu động. Bến Cầu thì đến thời điểm này đã có cái công bố dịch vào ngày 31 tháng 7 năm 2019. Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn Bến Cầu thì huyện Bến Cầu đã huy động cả hệ thống chính trị, đó, tất cả các cái cơ quan ban ngành cũng như là cái đảng đoàn thể ở xã đi vào cái vận động cái người dân, nhất là đối với cái hộ mà nuôi nhỏ lẻ thì báo công chí trên địa bàn Bến Cầu có là khoảng là 25.000 con heo. Vì trong đó có khoảng là 18.000 con là ở trang trại và khoảng là 5 đến 6.000 con là nuôi nhỏ lẻ. Thì hiện nay là đối tượng vận động là đối với hộ lẻ ở trên địa bàn, cụ thể là để nắm bắt về vấn đề là diễn biến dịch bệnh đối với cái đàn heo nhỏ lẻ này, mà nhất là đối với heo là heo rừng, rừng lai. Như cái việc ở huyện là thành lập hai cái tổ để kiểm soát. Thứ nhất là tổ thứ nhất là ở xã Long Chữ, ở ấp Long Hòa, để kiểm soát việc mà vận chuyển heo qua lại trên đường. Thứ hai, tổ thứ hai là ở tư khẩu Một Bài, đó, gần có tư khẩu Một Bài, để là kiểm soát cái tuyến này đi qua cái huyện Trắng Bàng. Đó, thì báo chỉ là có hai tổ để là kiểm soát cái việc mà vận chuyển. Và ở huyện cũng thành lập một cái tổ kiểm vấn đề là thức ăn an toàn thực phẩm, để là kiểm hai lần đối với các cái chợ và những người mà buôn bán nhỏ lẻ về thịt lợn trên địa bàn đối với các chợ. Thì địa bàn huyện Trắng Bàng là cái cửa ngõ để mà vào cái tỉnh Tây Ninh mình, và đặc biệt là qua biên giới Campuchia thì nó giáp ranh với là Bình Dương, Long An, thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là huyện đã thành lập là ba cái chốt cố định, là một cái chốt tỉnh là ở Suối Sâu, ba chốt của huyện là một là ở Hưng Thịnh, ngay chỗ giáp với địa đạo Củ Chi, và một chốt là ở Cầu Sắt của xã Quốc Chỉ, và một chốt ở Cầu Quan ở An Hòa, để kiểm soát tình hình mà lợn ra vào địa bàn huyện là và địa bàn tỉnh Tây Ninh mình, để mà kiểm tra nếu mà không có nguồn gốc thì không cho lợn vào cái địa bàn huyện mình. Tại cửa khẩu Một Bài, việc kiểm soát sản phẩm là động vật qua lại cũng được thực hiện chặt chẽ, nhất là đối với các sản phẩm từ heo. Trong thời gian qua thì Chi cục Thú y vùng 6 đã tăng cường kiểm soát và rà soát chặt chẽ, kết hợp với các cơ quan chuyên ngành như là hải quan, biên phòng, kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật để kiểm tra chặt chẽ những vấn đề mà liên quan đến sản phẩm thịt heo đi qua cửa khẩu. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi đang lây lan trên diện rộng, tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2019, đã có 6 huyện có dịch bệnh, còn lại huyện Dương Minh Châu, Hòa Thành và thành phố Tây Ninh là chưa xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Nhiều người chăn nuôi ở đây mừng vì chưa xảy ra dịch bệnh, nhưng nỗi lo cũng luôn thường trực. Nghe là bắt đầu từ phía Bắc là gia đình đã tiến hành là thứ nhất là rào hết lưới bên mươi chung quanh trại. Đó, không có cho chó, mèo, gà vô khu vực và người, nói chung người mà không có nhiệm vụ là không cho vào. Trước đây là năm ngoái là có thuê một công nhân làm, từ vẫn chuyển cám từ cho ăn, nhưng mà thấy tình hình vậy như vậy là không dám thuê công nhân nữa luôn. Bởi công nhân là nhà ta tối nhà ta về nhà, sáng nhà ta vô làm, vậy là cắt luôn, không thuê công nhân luôn, tự mình chăm sóc heo luôn. Rồi là tích cực như vậy là giải vôi, như vậy là cổng trại và cổng nhà luôn. Rồi khi đi ra ngoài là quần áo dép guốc, về nhà là phải thay quần áo dép guốc khác đi xuống trại. Rồi nói chung là cứ khoảng 2 ngày là xịt khử trùng chuồng trại lần. Và cái riêng cái hố tắm heo thịt là thả thẳng thuốc sát trùng vào đó luôn. Trong cái công tác mà phòng chống dịch tả heo châu Phi á, thì tại trại này thì mỗi ngày là tại trại sẽ xử lý xịt sát trùng ở xung quanh khu vực bên ngoài khoảng 5 lần một ngày. Còn trong trại trực tiếp xịt trực tiếp lên heo là khoảng 2 lần một ngày. Rồi về cái công tác rải vôi thì định kỳ là cứ 2 ngày rải một lần, rải trên tất cả đường đi từ ngoài đầu đường vào trong trại. Còn về
công nhân mà làm trong trại thì trại đã có xây dựng một cái hệ thống là sát trùng quần áo, tắm rửa, rồi sau đó mới trực tiếp đi vào trại. Thì cái bệnh dịch tả hay lợn châu Phi này chủ yếu là nó xảy ra ở các cái hộ mà nhỏ lẻ, thiếu an toàn sinh học. Do đó thì nếu như người dân mà thực hiện tốt cái an toàn sinh học thì cũng có thể ngăn chặn được cái sự xâm nhập của dịch bệnh. Bệnh dịch tả lợn châu Phi nó không lây cho người, chỉ lây cho heo nhà và heo rừng, và nó có tính chất lây lan rất là cao. Do vậy thì ngành khuyến cáo người dân là thực hiện tốt cái vấn đề 5-0, tức là không giấu dịch, không mua bán vận chuyển heo bệnh chết, không giết mổ tiêu thụ heo bệnh chết, không vứt xác heo chết ra ngoài môi trường, và không sử dụng thức ăn thừa để mà nuôi heo, và không qua cái xử lý nhiệt. Thì khi phát hiện có heo bệnh chết thì phải cách ly và báo ngay cho chính quyền địa phương và thú y gần nhất. Người tiêu dùng nên yên tâm sử dụng sản phẩm thịt heo có nguồn gốc rõ ràng, có sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan thú y. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định, không giống như cúm heo, dịch tả heo châu Phi không lây truyền và gây bệnh cho người. Tuy nhiên, nhiều người dân chưa biết thông tin này. Nhiều người thì vẫn lo lắng và còn e ngại khi sử dụng thịt heo. Nghe thì cũng sợ đó, nhưng mà điều chị mua ở đây thì rất an tâm. Tại vì cái quầy này là bán rất là an tâm. Ngày nào chị cũng mua. Thì cũng ngại, nhưng mà mình đi mua mình cẩn thận một chút xíu là thịt trong ngon. Cái biểu hiện của cái thịt của nó mà nó thấy kỳ á, thì chẳng hạn không mua mà không ăn luôn. Đó, mà ít cũng ngại, có ngại, nhưng mà thì bản thân mình ở trong gia đình thì mình thấy mình mua cẩn thận hơn là được, nấu kỹ. Với nhiều người tiêu dùng thông minh, họ vẫn chọn thịt heo sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, đã được kiểm dịch tại các chợ hoặc các siêu thị. Em thấy thực phẩm ở đây rất là an toàn, nên em sử dụng cũng rất là yên bụng, an tâm. Dạ, em mua đủ ăn 2-3 ngày, cái em đi mua tiếp nữa. Trong cái tình hình mà dịch bệnh tả lợn châu Phi, siêu thị, cái lượng mua tại sức mua siêu thị rất là tốt và được người dân tin tưởng, họ đến ủng hộ rất là nhiều. Do cái nguồn thực phẩm, đặc biệt là thịt heo, đầu vào là đảm bảo chất lượng và có được sự chứng nhận của cơ quan thú y tỉnh Tây Ninh, nên người dân tin tưởng họ tập trung vô siêu thị để mà có cái nguồn hàng đảm bảo chất lượng. Hiện nay từ cái đầu mùa dịch đến thời điểm hiện tại thì sức mua tăng khá là cao, trên dưới 20%, và giá cả thì siêu thị vẫn giữ đúng cái giá theo từ trước dịch bệnh, không có tăng, vẫn giữ giá cho để người tiêu dùng được sử dụng cái hàng giá tốt nhất. Riêng về cái dịch tả lợn châu Phi á, là nó chỉ lây từ con heo này qua con heo khác, nó không có lây qua con người. Đó, bà con mình ăn thì thịt thì phải rõ cái nguồn gốc xuất xứ và heo sạch, đó là cái điều kiện tốt nhất. Nếu mà mình người dân mà không rõ được cái nguồn gốc như vậy thì tốt nhất là mình phải nấu chín mà không nên ăn tiết canh. Như vậy có thể khẳng định dịch tả heo châu Phi không lây truyền và gây bệnh cho người. Người dân vẫn có thể sử dụng thịt heo cho bữa ăn hàng ngày, nhưng nên chọn thịt heo sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, nên nấu chín kỹ trước khi ăn. Không nên tẩy chay thịt heo làm mất đi một món ăn bổ dưỡng quen thuộc hàng ngày, vừa gây thiệt hại cho người chăn nuôi cũng như nền kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị và bà con cử tri, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tây Ninh, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 66 vụ thiên tai, làm 11 người bị thương, 996 căn nhà bị sập, tốc mái, trên 800 hecta cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại khác, tổng giá trị thiệt hại hơn 28 tỷ đồng. Mùa mưa năm 2019 đang bước vào đợt cao điểm. Vậy công tác phòng tránh, ứng phó với dòng lốc trong mùa mưa được ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện như thế nào? Người dân nên làm gì để phòng tránh, ứng phó với dòng lốc? Vấn đề này sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình Tiếng Nói Cử Tri kỳ tới, phát vào lúc 20 giờ 10 phút thứ năm tuần sau, ngày 15 tháng 8 năm 2019. Mời quý vị và bà con cử tri đón theo dõi. Thưa quý vị và bà con cử tri, chuyên mục Tiếng Nói Cử Tri kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con cử tri đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.